Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, Mithai NC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Extraordinary Mobile One. Cái tựa game khá là giống Liên Quân, chúng ta gọi là Liên Quân anime. Theo phong cách đó chính là sử dụng những cái nhân vật ở trong truyện tranh. Hôm nay mình sẽ chơi một nhân vật mới nhá. Nhân vật này mang tên là Taurel. Tựa game này hoàn toàn là miễn phí trên Android nhé, anh em có thể tải về và chơi. Thì hầu hết tựa game này là tiếng Anh thôi, chúng ta phải tự dịch thôi anh em ạ. Cái này là chiêu nội tại, nghĩa là sau 3 phát bắn thì nó sẽ ném quả bom. Đó chính là cái chiêu thức này, Armor Knockback. Đó, cái con này nhiều đẹp phết, con này là tướng đánh xa anh em ạ. Và nói chung là rất nhiều nhân vật đẹp ở trong này nha, mà mình sẽ cố gắng là test thử từng nhân vật cho anh em xem. Rồi, con này có quá nhiều súng luôn, con này như kiểu là vua điều khiển súng ấy. Đầu tiên mình cứ tưởng con này là giống con Toro ở bên Liên Quân cơ, nhưng có vẻ không phải. Bộ skill nó hơi khác, vì con này đánh xa mà anh em. Bên nó cũng có Taurel. Ok, ôi con này con đầu tiên có gì đây? Có không nhìn rõ mặt luôn ấy, như con, không phải con quỷ không ta? Hay con đeo mặt nạ ta, nhìn không rõ lắm nhờ. Summer Ceremony, có bộ quần áo thời trang này. Đẹp phết. Rồi, chúng ta sẽ vào trận nào. Và chúng ta sẽ vẫn đấu được cái gọi là như kiểu là cái khuôn viên của trường học anh em. Đây là trong nhà này. Ok, chúng ta không được đứng ở giữa. Con này thì nó khuyên dùng là đi bottom anh em ạ. Mình sẽ lên một cái nylon, một cái gì đấy, như kiểu là cái dây gai hay cái hay là cái roi hay sao. Rồi chúng ta sẽ nâng chiêu 2 trước nhá. Thôi nhìn mấy cái trụ ở trong rất là giống kiểu phong cách là anime manga. Con này khả năng bắn xa anh em ạ. Chiêu 2 của nó thì khả năng là sẽ triệu hồi những quả tên lửa theo một cái điểm chỉ định. Chúng ta sẽ test thử xem như nào. Chúng ta đứng vào trong cái quả bóng bay này thì sẽ được gọi là tàng hình tạm thời nha. Bên này cũng sẽ có con đấy này. Bên này là cũng là khả năng bắn anh em ạ. Chúng ta khả năng là bắn. Đó. Đấy, phát thứ 3 là chúng ta sẽ ném hẳn một quả bom vào người nó. Có nghĩa là bắn cứ phát thứ 3 là chúng ta sẽ bắn khỏe hơn. Bắn súng này, hai súng này, đấm này. Đấy anh em thấy không? Nó sẽ hiện lên này, đầu tiên là một súng này, đấm này và ném bom này, các kiểu. Chiêu 1 thì khả năng là boost sẽ tăng cái tốc độ bắn cho nó lên nhanh lắm. Đấy anh em thấy không? Điểm chỉ định luôn, cái này chỏi lắm hiệu ứng. Lắm hiệu ứng kinh khủng luôn ấy. Chứng tỏ game này nó rất là nặng. Anh em cẩn thận là bắn nó vào cho nhá. Ấy, con này nó có tạo ra lớp giáp ạ. Con kẻ địch ấy, thằng kẻ địch nó tạo ra lớp giáp này. Chúng ta level 2 rồi, hiện tại level 2 rồi. Solo không? Vào đây cưng. Chạy đi đâu? Rồi, bắn luôn này. Mình tăng cái tốc độ bắn speed lên, bắn nó mắc kinh luôn. Nhưng mà không giết được, ném thêm quả bom vào người nữa. Chưa đủ đam anh em ạ. Có mình phải là chúng ta có phải là không biết phải là AD không, attack đam nữa không? Nhưng không phải. Mình như kiểu là attack power ấy, dạng kiểu pháp sư ấy. Thì chúng ta sẽ thu được vào skill. Mình không thấy cái skill nào cho tăng đam cả, chỉ có tăng cái tốc độ bắn thôi. Rồi, ném bom này. Đấy chưa, anh em nó sẽ thay đổi theo từng cái kiểu thể loại. Đó, ra đây. Ra đây cơ. Nào, nó bắn kiểu slow anh em ạ, khá là khó chịu này. Rồi cho vào chiêu cuối anh em. Chiêu cuối thì ra là chúng ta sẽ đẩy lùi nó anh em ạ. Thì ra là vậy, chúng ta sẽ khả năng là đẩy lùi nó. Y chà, cho bị ấy bắn rồi. Thôi lùi lại. Khó chịu ghê ta. Nhờ. Mình sẽ về nhà và ăn cái viên máu cái. Cái quả máu cái nhờ. Không cần, nó chuẩn bị lên đây. Mình có thể kill nó anh em ạ. Cái chiêu đấy khả năng là đẩy lùi à, thì mình nghĩ mình sẽ vòng. Ôi, bị giật sấm sét ở đâu vậy? Có một con giật sấm sét toàn bản đồ kìa. Dị phết nhờ. Chúng ta sẽ phá cái nhà đã xong rồi làm gì thì làm. Ôi, về anh em ơi. Từ từ nhá. Mình có cái Hester tăng tốc độ mà. Có lẽ chúng ta nên biến về đã. Đấy, ui, chúng ta sẽ có cái cánh là cái máy bay à. Wow. Chúng ta sẽ đuôi cái máy bay mà về nhà anh em ạ. Mắc đẹp luôn đấy. Chiêu này thì bắn cho nó bật ngược trở lại đấy, kiểu dạng thế. Ví dụ chúng ta đang ở phía trước mặt nó thì sẽ bắn nó giật lùi lại thôi. Vì thế nên cái chiêu này nên vòng ra đằng sau ấy và sẽ bắn nó ngược trở lại thì nó hay hơn. Theo mình nghĩ là vậy. Con này thì nó cũng không có chiêu khống chế. Có mấy con quái rừng này anh em. Con này cầm tạ nhìn trông hài nhỉ. Đẹp phết. Ở đây nó có thêm một số cái item ở dọc đường này. Quick Porter, một cái cổng không gian, một cái cổng gọi là cổng nhanh đúng không? Cổng không gian triệu hồi nhanh ở đây. Mới có điểm gì? Mình chưa hiểu cái cổng đấy điểm gì ta.
Rồi chúng ta sẽ xuống ăn bồ xanh nhỉ, thanh niên kia ăn bồ xanh nhỉ, đúng không? Chắc chắc chắn là trong kia là bồ xanh rồi. Mình sẽ đứng đợi đây nào, có ai đây không? Rồi ok, chúng ta sẽ bắn bọn này luôn. Và chúng ta cũng có cái mana nhá, dùng tốn mana đấy, không phải là ấy đâu. Rồi mình sẽ thử cái chiêu cuối luôn. Từ từ mình sẽ mày này, mày này, mày này, mày này, mày này, đúng rồi đúng rồi đấy, bật đẩy đẩy lùi lại các anh em ạ. Nhưng mà không không giết được trâu, thế phải trâu quá anh em ạ, không ăn chết được đấy. Chúng ta dùng đúng khá đúng cái kiểu combat đấy, nhưng mà không ăn thua, đam hơi bé nhờ, gần như ra chẳng có đam luôn. Nó sẽ hạ cái này trước, rồi hạ cái trụ này, hạ trụ nhanh thôi, chúng ta xong trụ luôn anh em ạ. Đấy, đã được một cái trụ rồi. Ok, tiếp tục lên, mình em vẫn lên rồi theo cái nó khuyên dùng thôi. Sao có con lợn kia? Sao kìa con lợn ta? Ai cha cha, bị choáng ạ. Bị choáng anh em ạ, thằng này có khả năng là nốt nhốt cái lồng mọi người. Ui, nó có cái giáp. Nó có cái giáp anh em ơi. Đấy, chúng ta đòn Slay. Ok, từ từ ra. Rỉa máu đã, xong tính sao. Nó còn hai thanh nữa cả, hơi khó chơi nhờ. Nó đánh tỉnh phết nhờ, không phải là đơn giản. Ui chà, xịt rồi, xịt rồi. Ba thằng anh em ạ, ba thằng ném quả bom nữa rồi. Ok, giết một thằng anh em ơi. Ui, bị choáng, chạy 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 chạy. Ui, còn tí máu, con ngựa ca sĩ à. Từ từ nhá, slow lại nè bà đấy cưng mày ạ. Ôi không giết được rồi, quả đấy còn thêm tí nữa thôi, nhưng chúng ta lên thì vẫn sẽ chết. Có thể là nên về anh em ạ. Ok, nên về đã. Chúng ta đứng trong cái bụi cây giống hệt như ở trong Liên Quân luôn, không khác gì luôn. Mà chúng ta sẽ cưỡi máy bay phóng về, rất đẹp, một tựa game rất đẹp luôn. Nào chuẩn bị lên đường nào thôi. Chúng ta đang hồi đầy máu này, đầy máu rồi. Ôi, team mình đã bị đánh nhau kia kìa, mình giết được hai mạng à, khá ngon nhỉ. Ok, ôi bị nhốt rồi. Chạy thôi. Mình sẽ bật thử trước một lần có tăng tốc độ không ta, không biết trời có tăng không nữa. Giật sấm sét ngon vãi lúa luôn. Rồi mình chỉ run giết thằng này anh em ơi. Nào đâu rồi, có mấy thằng? Một thằng á, chết luôn anh em ạ. Hay thì hiện tại đam mình lên đồ liếc attack kìa, con này cũng còn lên được đam anh em ơi. Có lẽ nó sẽ là một cái carry rồi. Và con này bán khá rẻ, có mấy, có 2-3 nghìn vàng thôi. Bọn kia bán mười mấy nghìn cơ, chính là con này thì cũng ít người chơi và nó cũng không phải là quá khỏe về AD cho lắm. Có lẽ này là AD đấy anh em. Một skill nó cũng không được thông dụng cho lắm. Ok, solo à cưng, làm gì đấy, búp của xịt chứ. Ai chà, thằng này á, mày á, solo á, ôi có tốc biến anh em ạ, tốc biến, ôi trời ơi, bị giờ sấm sét. Sấm sét này cứu bồ à, giết luôn. Chúng ta lên những cái đồ bamboo là cái gậy bằng gỗ đúng không, đồ tăng sức tấn công và tăng tốc độ đánh, không phải tăng sức tấn công và tăng cái crit dam. Tốc độ đánh thì mình bật chiêu đầu mình bắn cho thì thốn lắm, lùi lại. Ây chà, slow này, chiêu phóng tên lửa khả năng là slow, nó có giáp nhá. Ok, vào đây. Ôi, bị hóa anh cừu anh em ạ, bị hóa cừu. Ôi trời ơi, bắn nhầm skill anh em ơi. Skill ấy khiến mình cũng bị bật ngược trở lại luôn. Ai cha, bị nhốt trong này rồi. Solo luôn đấy, level 7, thằng này có level 7 rồi, solo cái gì? Mày á, mình có đồ rồi. Làm sao chạy được. Cái chiêu thứ ba sẽ ném một quả đại bác, một quả bom khổng lồ anh em ạ. Cho nên được 6 kill rồi. Khỏe khá ngon nhờ. Trong này những cái tướng bắn xa rất là khỏe, mình còn chưa đánh tướng cận chiến lần nào cơ. Chắc là tối nay thử đánh mấy tướng cận chiến xem thế nào. Cái này đang được bảo vệ, ném cái gì? Nó ném cuộn giấy à? Cuộn sách à? Xin rồi. Mình còn chưa có tốc biến anh em ạ. Ở đây có hai con nha. Nào, đánh nhau không? Nhau không, để hết cái giáp đấy anh em ạ. Ấy, làm gì? Ok. Quả đấy cứ đuổi theo thì có thể giết được không? Tuy nhiên mình dùng cái chiêu đấy mình bật ngược trở lại, khá là hơi ngáo nha. Cái đấy, ôi, cho khả năng hút máu rồi. Nhưng mình lên cái đồ hút máu thì phải. Hút máu rất là nhanh. Chúng ta đang kéo máu của cái trụ này. Slayer, chúng ta đã giết được cái, đập được cái trụ rồi. Này á, thử tên lửa, trời ơi, tên lửa đẹp thế. Bắn luôn anh em. Sợ gì, cần tim luôn.
Mày á, mày á, mày á. Con này á, con này á, con này á, con này á. Không được, không đến được quả bom anh em ạ, nó bay xa quá. Nó dùng tốc biến ạ. Team nó có một ôi, cái con ngựa chết luôn rồi. Rồi bây giờ mình khỏe lắm rồi, mình có thể cân được bọn nó anh em ơi. Nào vào đây, vào đây. Tên lửa nè, tên lửa nè, tên lửa nè. Mình muốn là nào solo ấy, solo đấy, solo ấy, chạy đi đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui. Đông 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 đông. Đông thế nhở? Đông thế. Đông thế. Mình khả năng hút máu lại cơ mà. Sợ gì thằng này. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Cân tim rồi anh em ơi. Để mình này khỏe quá khả năng hút máu rồi. Bá đạo. Bán đã tay vãi trưởng anh em ạ. Rất là đã luôn, đánh rất là sướng tay luôn. Ok. Ui chà, bắn xịt nha, biết được 11 mạng rồi à. Con này khả năng hồi máu của mình à. Ngon, ngon, chết luôn anh em ơi. Mày á, chạy đi đâu? 13 kill. Hay, phá nhà nó nào. Phá nhà nó nào. Vẫn còn trụ được, vẫn còn cố. Vẫn cố. Ôi chết, bị sao, biến nhầm ra ngoài rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây. Bắn nó, rồi xong ấy. Chết. 15 kill, wow. Wow wow wow. Phá nhà đi anh em ơi. Còn đợi trời nó ra rồi, nó ra rồi, nó ra rồi. Vào đây. Vào đây level 9 á, mình level 13 rồi, hơn tận 4 level. Đồ cả một núi. Ui, pentakill. Wow. Làm mạng pentakill luôn. Ngon. Cái đánh nha, có vẻ dễ hơn so với liên quân đấy anh em ạ. Mày á, mày á, mày á, chết ngay. 18 kill. Ui, tí chết, tí chết, tí chết. Và thắng luôn rồi. Chắc chắn là mình sẽ được MVP là điều chắc chắn rồi. Wow. Ok thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Exodian 1. Bye bye.